Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp xui xẻo nhất từ giờ đến cuối tháng. À, những con giáp dưới đây họ sẽ gặp nhiều khó khăn, trục trặc ở mọi việc, đấy, mọi sự đều không được thuận lợi như ý. Quý vị cần phải cẩn thận lúc này là cái việc cần thiết để hạn chế những rủi ro tối đa nó đến với mình. Đó. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, thưa quý vị, con giáp xui xẻo đầu tiên trong thời gian từ nay đến cuối tháng không ai khác đó chính là những người tuổi mão. Những người tuổi mão trong tháng 3 âm lịch gặp cục diện là mão thìn là lục hại đúng không ạ? Và hơn nữa, những người tuổi mão làm gì cũng phải hết sức cẩn trọng, tính toán nhiều lần phải cẩn thận thì mới có thể là gì tránh được những cái sai lầm không đáng có đấy. Tuy nhiên trong cái thời điểm này thì hung vận cũng khá lớn. Đây không phải là cái thời điểm để các bạn chủ quan thậm chí là gặp một chút trở ngại vì có tiểu nhân nó quấy phá nó ngáng trở. À, tuy nhiên với bản thân mình ý, thì các bạn sẽ sớm vượt qua và được tất cả mọi người ủng hộ. À, trên phương diện công việc, à, các bạn sẽ phải đối mặt với những cái trục chặt nhất định ảnh hưởng tới cái khả năng phát huy à, so với cái thường lệ. Nói chung ấy, dù các bạn rất nỗ lực nhưng mà vẫn mất khá nhiều thời gian thì mới có thể khắc phục được những vấn đề này. À, dù tình cảm có nhiều chuyện buồn nhưng mà các bạn vẫn có thể tìm cái niềm vui ở những người xung quanh mình à, lúc này thì các bạn chỉ nên tập trung vào cái những mối quan hệ chất lượng và giúp đỡ những cái người thân thiết đang cần cái sự hỗ trợ của mình vì thế trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi mão. Tiếp theo, con giáp xui xẻo thứ hai không ai khác đó chính là những người tuổi thìn. À, thưa quý vị, là một trong những con giáp xui xẻo từ giờ đến cuối tháng thì những người tuổi thìn có nhiều cái lo lắng và nhiều cái nỗi muộn phiền À, con giáp này đang đánh mất đi cái sự tỉnh táo thường ngày, rắc rối cũng có thể nảy sinh vì những cái lý do đó. Có lẽ các bạn đang phân vân giữa những cái quyết định quan trọng trong cuộc đời mình. À, lúc này điều các bạn cần làm là thả lỏng mình ra, nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian để mà làm những cái gì mà mình thích. Nói chung ấy, trong thời gian này à, quý vị cũng phải đối mặt với những cái hung tinh khiến cho những người tuổi thìn có một chút gọi là tức giận, khó chịu nhưng mà may mắn thì mọi việc sau đó cũng sẽ được xuân sẻ hanh thông nhất là trong thời gian từ nay đến cuối tháng thì quý vị cũng cần phải lưu ý đấy nó vẫn có những cái dự báo khả quan về mặt tiền bạc bên cạnh đó trong thời gian từ nay đến cuối tháng ấy thì còn có điểm báo những cái tai nạn bất ngờ vậy nên khuyên những người tuổi thìn hãy cẩn trọng trong cái công việc à, khi xuất hành đi xa thì cũng không nên nghĩ đến cái chuyện là đi xa trong tuần này dù là đi du lịch hay là đi vì công việc các bạn có thể gặp những rắc rối về xe cộ giấy tờ thậm chí là bị trì hoãn hoặc là gì phải hủy bỏ cái chuyến đi à, các bạn nên tìm kiếm cái sự giúp đỡ của những người thân những người quen biết nếu mà nếu mà cần à, thưa quý vị và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tâm học quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình. À, thưa quý vị, nói chung ấy khi mang theo vòng tác hợp quý nhân thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nó sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó nó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo về với những người tuổi thìn. Đó. Tiếp theo con giáp xui xẻo thứ ba mà chúng ta không thể bỏ qua đó chính là những người tuổi tuất à, từ giờ đến cuối tháng thì những người tuổi tuất gặp cục diện là thìn tuất là tương xung nói chung ấy, cái vận xui nó vẫn bủa vây những người tuổi những người tuổi tuất khiến cho cái nguy cơ mất tiền mất của của những người tuổi tuất trong thời gian này đang hiện hữu nguyên nhân đến từ cái cái nguyên nhân khách quan lẫn cả chủ quan nữa tiền mồ hôi nước mắt kiếm về khó giữ được ở trong tay những người tuổi tuất à, các bạn có thể phải đối mặt với những cái rắc rối về tài chính do chi tiêu quá mức À, trong trường hợp này thì các bạn phải gì thật lý trí để điều chỉnh mọi thứ trở về cái trạng thái cân bằng chứ không chỉ là gì quan tâm đến cái lối sống hưởng thụ à, người tuổi tuất đang có quá nhiều cái lo lắng trong lòng nên là không dám thực hiện những cái bước tiến nào trong cái thời gian này đó chính là cái rắc rối lớn nhất lời khuyên dành cho những người tuổi tuất là nên gì thực hiện từng bước từng bước một nói chung ấy quý vị cũng phải có những cái bước đi đầu tiên để gì biết mình nên làm gì, đừng để cho nỗi sợ hãi nó ngăn cản mình nữa. thêm nữa, cái chuyện tình cảm thì luôn có những cái thăng trầm và đang phải đối mặt với những cái chuyện không vui, thì quý vị cũng đừng có quá bi quan đấy. À, các bạn hãy luôn có cái hướng xử lý tốt cho mọi việc. À, khi mà quý vị mở lòng mình ra, bao dung với bản thân và những người xung quanh mình ấy, thì cũng sẽ được gì hóa giải nhẹ nhàng hơn. vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi tuất cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi tuất tiếp theo con giáp suy xẻo thứ tư không ai khác đó chính là những người tuổi ngọ à, thưa quý vị nói chung chịu tác động từ cái hung vận quá lớn những người tuổi ngọ cũng được nhắc nhở là nên tập trung vào cái công việc của mình, làm tới nơi tới chốn, hạn chế đi lo chuyện bao đồng. À, trong cái thời gian từ nay đến cuối tháng thì công việc của những người tuổi ngọ đôi khi ấy, nó gặp nhiều cái trở ngại. Nhưng quý vị cũng đừng xem đó là cái dấu hiệu xấu hay là xem đó là cái cơ hội mang đến những cái thay đổi. Mà quý vị hãy xem đó là một cái cơ hội mang đến những cái thay đổi mạnh mẽ trong sự nghiệp và cái mối quan hệ xung quanh. Dù thách thức có thể đến, các bạn vẫn nên mở lòng mình để đón nhận chúng. À, bên cạnh đó, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào trong khoảng thời gian này thì những người tuổi ngọ cũng được khuyên là nên tham khảo các luồng ý kiến đa chiều tìm hiểu thật kỹ để tránh phải hối hận về sau vì sự khinh suất của bản thân thêm nữa vận trình tình duyên thì cũng không được như trông đợi của những người tuổi ngọ nên là gì tránh chìm sâu vào những cái nỗi thất vọng à, các bạn cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ hoặc là gì gặp lại một vài cái người bạn cũ để mà củng cố cái mối quan hệ tình cảm à quý vị hãy cập nhật cái cuộc sống của nhau trong cái bầu không khí hân hoan và ấm áp ấm cúng vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ đó là con giáp xui xẻo thứ tư và thưa quý vị như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp xui xẻo nhất trong thời gian từ nay đến cuối tháng. Nói chung ấy, từ nay đến cuối tháng chúng ta sẽ có bốn con giáp dễ bị vận xui đau bám, đó là những tuổi sau. Một là tuổi Tuất, hai tuổi Mão, ba tuổi Thìn, bốn tuổi Ngọ. Đây là bốn con giáp dễ bị vận xui đau bám, đấy sẽ gặp xui xẻo liên miên trong thời gian từ nay đến cuối tháng. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.